Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bạo Thể Thao. Xin quan trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. Ten Hag yêu cầu MU ký Harry mọi giá. Chelsea rất khó hồi sinh ở mùa giải tiếp theo. Xuất hiện vật tế thần cho Neymar ở MU. Và có rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ten Hag yêu cầu MU ký Harry bằng mọi giá. Tờ Guardian tuyên bố, MU sẽ nỗ lực hết sức để có thể vượt cửa ải chủ tịch Daniel Levy mang trên sút hàng đầu Harikens về bổ sung cho đội hình quỷ đỏ của Hag mùa tới bằng mọi giá. Theo nguồn này, MU sẽ đưa ra lời đề nghị thật sớm đến Tottenham và hy vọng phía đội bóng London chấp nhận nhà người trong bối cảnh Harikens chỉ còn một năm trong hợp đồng. Trong trường hợp tiếp tục bị chủ tịch Levy cản đường, Harikens có thể chờ đến đầu năm sau để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên MU muốn có tay săn bản số 1 tuyển Anh ngay trong hè này, vì Eric Ten Hag đặt mục tiêu dứt khoát phải có một số chín trong mùa giải tiếp theo của ông tại Old Có thông tin vì thuyền trưởng quỷ đỏ bị ám ảnh bởi Hurricane, trong đợi MU không vấp phải, đàm phán kéo dài rồi cuối cùng vẫn sôi hỏng bỏng không như việc theo đuổi đề dòng của Bắc Sa hồi năm ngoái. Tại MU, Radford bùng nổ mùa này với 29 bàn thắng, nhưng người ghi nhiều thứ hai cho đội là Bruno Fernandes chỉ dừng ở con phá. Điều đó cho thấy Eric ten Hag phải gấp rút mang về một chân sút sát thủ, thực sự nếu muốn cạnh tranh danh hiệu. Nếu có thể sở hữu Hurricane trong đội hình, MU có thể trở thành ứng viên vô địch ngoài hạng Anh, trong đội chủ quân Tam sư có thể phá kỷ lục ghi bàn ở sân chơi này khi hiện chỉ có Ciro là sở hữu số bàn thắng nhiều hơn. Chelsea khó hồi sinh ở mùa giải tiếp theo. Các cổ động viên Chelsea đều hy vọng mùa giải năm sau sẽ trở nên tốt hơn nhưng Lampard cho rằng rất khó để Chelsea có thể hồi sinh ngay lập tức. Ngoài hạng Anh trôi đi rất nhanh, tất cả các đội bóng đều tiến nhanh và cố gắng làm những điều tương tự chúng ta. Bạn có thể thấy sự vươn lên của Newcastle, Brighton và Aston Villa, những đội bóng này cũng đang đưa tên mình vào nhóm cạnh tranh. Kinh nghiệm trong màu đá của tôi cho thấy nếu bạn dập nguồn thì rất khó để bật nó lên. Việc sửa chữa không diễn ra qua một đêm, trách nhiệm sẽ không thuộc về tôi. Nhưng từ kinh nghiệm của việc thi đấu trong một câu lạc bộ ổn định trong nhiều năm, những thời điểm bạn bị sập nguồn thì rất khó để bật lại công tác ngay lập tức. Mùa giải năm sau sẽ là một thử thách lớn. Chelsea đã chi hơn 600 triệu bảng để đem về cả tá tân binh và trao cho các cầu thủ này những bản hợp đồng có thời hạn rất dài. Nhưng điểm bất lợi của chiến lược này là khi mọi thứ vận hành không như ý, họ sẽ tốn nhiều thời gian hơn để giải quyết những sai lầm mà mình tạo ra. Xuất hiện vật tế thần cho Neymar ở MU Thời gian gần đây giới truyền thông liên tục đồn đoán rằng MU đã lên kế hoạch chiêu mộ Neymar vào mùa hè tới. Tất nhiên nếu được tiếp quản lại bởi giới chủ Qatar, Quỷ Đỏ hoàn toàn đủ khả năng thâu tóm những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy vậy dù được cung cấp một nguồn nhân sách dồi dào, MU vẫn phải thanh lý cầu thủ để cân bằng lại cán cân thu chi, nếu không muốn bị tác động bởi luật công bằng tài chính. Vì vậy khả năng cao Quỷ Đỏ sẽ buộc phải chia tay những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao, điển hình như trường hợp của Anthony Martial. Một thông tin được đăng tải trên Planet Spot cho biết, MU đã quyết định chia tay Martial trong mùa hè tới. Tuy chưa có câu lạc bộ nào nghiêm túc quan tâm đến chân sút người Pháp trong thời gian gần đây, nhưng nếu ra bán Martial trên thị trường chuyển nhượng, chắc chắn quy đỏ sẽ nhận được hàng loạt lời đề nghị hấp dẫn. Dự kiến đội chủ sân Old Trafford sẽ thu về khoảng 15 đến 25 triệu euro từ thương vụ này. Arsenal sẽ chi 200 triệu mua tân binh. Pháo thủ đang được liên kết với một số cầu thủ hàng đầu trước khi họ trở lại C1 mùa giải tới trong đó nổi bật nhất là đội trưởng Dylan Rai của West Ham. Tuy nhiên đây không phải là tiền vệ duy nhất mà pháo thủ nhắm đến. Theo Football Insider, họ cũng quan tâm đến môi Casedo của Brighton và đang vượt mặt Chelsea trong cuộc đua này. Với việc The Blue không được dự C1, Arsenal sẽ có lợi thế hơn ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Phát biểu với Give Me Sport, Dinson cho biết, tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Arsenal đang được xem xét về chi tiêu 200 triệu bảng vào mùa hè nếu họ chi 100 triệu bảng cho Delan Rai và sau đó tìm kiếm thêm hai hoặc là 3 tên tuổi hàng đầu khác, bạn sẽ dễ dàng đạt tới mức 200 triệu bảng. Arsenal đã làm rất tốt trong cuộc đua ngoại hạng Anh năm nay, nhưng cuối cùng, chất lượng và chiều sâu đội hình của Man City là điều khác biệt. Mikel Ateta rõ ràng cần củng cố lực lượng ở nhiều vị trí trong một cuộc đua đường trường với lịch thi đấu dày đặc đang chờ đón họ. Mourinho sẵn sàng dẫn dắt PSG Tờ LEQP tiết lộ, Jose Mourinho đang tiến gần đến viễn cảnh dẫn dắt PSG ở mùa giải tới. Người đặc biệt hào hứng với việc dẫn dắt một đội bóng mạnh và giàu tham vọng như câu lạc bộ được trụ sân công viên các hoàng tử. Mối quan hệ thân tình giữa Mourinho với giám đốc thể thao PSG Luis Campos cũng là nguyên nhân lớn thúc đẩy thương vụ này xảy ra. Mourinho và Campos quen biết nhau từ thời người đặc biệt còn học đại học ở Bồ Đào Nha. Ban lãnh đạo PSG tin rằng Mourinho là huấn luyện viên phù hợp nhất để giúp câu lạc bộ vô địch C1 người đặc biệt trải qua mùa giải 2022-2023 nhiều biến động cùng AS Roma, giúp câu lạc bộ thủ đô Italy vào đến chung kết Europa League nhưng tại Serie A, AS Roma sa sút và gần như không còn cơ hội nào lọt vào top 4. Chỉ một chiến thắng trước Sevilla ở chung kết Europa League mới giúp Roma đạt được mục tiêu giành vé dự C1. Thời gian gần đây, Mourinho tỏ ra bất bình với quan điểm của nhiều thành viên ban lãnh đạo Roma khi họ cho rằng mục tiêu từ đầu mùa của câu lạc bộ này là ma tiệm dự C1. Morinho còn hợp đồng với Roma đến năm 2024, nhưng sự thiếu đầu tư từ ban lãnh đạo câu lạc bộ Italy khiến cho người đặc biệt sẵn sàng rớt đáo rời đi nếu PSG ngỏ lời. Brandon William có thể ra đi Theo Tuto Mekatoet, Fiorentina quan tâm đến việc chiêu mộ hậu vệ cánh Brandon William của MU vào hè này. Đội bóng CDA muốn ký hợp đồng cho mượn ban đầu với William kèm tùy trận mua đứt với giá 5 triệu euro hợp đồng của cầu thủ người Anh sẽ hết hạn vào năm tới. Khả năng William ra đi là cao bởi anh đang khảo khát thi đấu. Mùa này hậu vệ trẻ mới được đá vòn vẹn 355 phút cho MU trên mọi đấu trường. Real ký ngay Mbappe với một điều kiện. Em đi loan báo, Real sẽ tức tốc đàm phán ký ngay Kylian Mbappe nếu chân rút tuyển pháp giải quyết được vấn đề then chốt. PSG đồng ý nhà người. Theo nguồn này, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn theo dõi tình hình của Embaré sau khi mua hụt vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông Jumperes Perez biết rõ phần khó nhất để thương vụ có thể xảy ra là thuyết phục được chủ tịch của PSG ngồi lại đàm phán. Và nếu Embaré có thể làm được điều đó, Real sẽ làm các bước tiếp theo để đội trưởng tuyển Pháp thỏa giấc mơ chơi bóng ở Bernabeu. Dù hè năm ngoái anh đã tự mình ném đi khi quay xe gia hạn PSG. Thế nhưng vẫn còn quá sớm để nói gì vào lúc này, khi trong khi các bài phát biểu gần đây, Mbappe cam kết sẽ nỗ lực mang tới danh hiệu C1 và Paris, trong khi đó PSG cũng đang lên kế hoạch đại tu mạnh, xây dựng đội hình quanh Mbappe. Điều khiến cổ động viên MU sợ hãi nhất. Huyền thoại MU Gary Neville lo lắng rằng gia đình Glazer sẽ không bán MU hoàn toàn mà vẫn giữ một phần quyền kiểm soát câu lạc bộ. Hiện tại có lo ngại rằng nhà Collager sẽ hoan nghênh một khoản đầu tư hơn là hoàn tất việc mua bán. Nevin tin rằng chủ sở hữu hiện tại có thể đang sử dụng tin đao bán như một màn tung hỏa mù để thu hút đầu tư mới. Và anh cảm thấy đó là một kịch bản ác mộng với ngâm mộ quỷ đỏ. Tôi nghĩ điều khiến người hâm mộ MU sợ hãi nhất là họ có thể ở lại. Số cổ phần còn lại của gia đình có thể được mua lại bởi mối quý của Mỹ, những người không ngại sở hữu một phần chứ không phải toàn bộ cổ phần. Đó là mối quan tâm lớn nhất toàn bộ yêu cầu tại thời điểm này từ người hâm mộ MU là sự kết thúc quyền sở hữu của Glazer. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!